Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi tối cuối tuần, tối chủ nhật, em cùng với gia đình đi siêu thị. Thưa quý vị, đây là siêu thị Go ở Vĩnh Điền Trung, thành phố Nha Trang. Và bây giờ thì gia đình mình nha, sẽ đi coi chợ Tết nha em nha. Coi thử Tết ở chợ người ta bán cái gì, giá cả làm sao. Thưa quý vị, cũng rất nhiều những cô chú anh chị đang quan tâm về thị trường giá cả tại Việt Nam như thế nào, nhất là những cái món quà Tết, bánh tét, mứt, rồi kẹo, bánh. Và bây giờ em sẽ đi vào bên trong một phòng dẫn quý vị đi tham quan cái siêu thị lớn nhất tại thành phố Nha Trang hiện nay, đó là siêu thị Go. Và ở trong này bán rất nhiều những mặt hàng Tết và đang có rất đông những người dân đến với lại siêu thị này để mua sắm cũng như là đi tham quan. Hôm nay là buổi tối cuối tuần, rất là đông ở trong này thưa quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng đi với gia đình em ạ. Yeah, đi thôi. Đi con, nè em ơi. Ở đây là khu vực ngay tiền sảnh đi vô nè thưa quý vị. Có trưng bày những cái tiểu cảnh đẹp lắm. Em vô đi bác chụp hình cho. Rồi em tạo dáng đi. Rồi đẹp lắm, rồi qua chỗ khác, qua chỗ cái bàn đi. Tạo dáng đi. Rồi xinh lắm, rồi đi qua bên đây nữa nè. Bên đây nè em, qua bên đây nè. Chỗ có cây đào nè. Rồi đi qua gánh cái kia đi. Nè bánh chưng, bánh tét nè. Gánh hay con, gánh. Em qua đây em gánh đi. Gánh hay gánh, gánh thử đi. Gánh để mai mốt mà mình đi gánh nè, đi gánh đẹp em nè. Em làm cô gái nông thôn đi. Nè, ai mua hoa không? Thôi không chịu rồi. Nè nè. Rồi qua cho em nha. Anh hai kìa. Rồi anh hai gánh đi. Ví dụ thôi, nặng lắm. Nè anh hai tập tạ luôn rồi. Thôi đi con, thôi. Rồi em gánh đi. Rồi giỏi. Rồi, ok. Rồi, được rồi, đi thôi. Chỗ đó là cái chỗ để khách tới chụp hình đó quý vị. Chỗ nghỉ ngơi, nghỉ chân. Hello Kitty nè Bill. Nhìn thôi. Nhìn thôi nha, đừng có rờ vô. Đẹp không? Đẹp không con? Con có thích đồng hồ không? Hồ Doraemon nữa kìa. Đi em. Elsa nữa kìa. Cái đồng hồ trùng Mickey hả? Dài đẹp quá ha. Sao em thích đôi giày đó hả? Bự quá. Đôi giày này bự quá em à. Nè, này đẹp nè. Này cũng được nè, nơ đẹp nè. Rồi bữa nào mới cấp tiền, bữa nào mua nghe. Lần nha. Đó, đẹp quá, đôi này được nè. 28 nhỏ rồi. Cái này dạy công chúa ha. Em 30, biết bữa nào mua nha. Rồi bữa nào mẹ dẫn đi. Đây, mua. Mình đi lên trên đi. Lên trên chơi đi. Wow, đẹp quá. Rồi khi nào mẹ mua? À, cái đó đẹp nhất hả? À. Rồi.
Trong đây là shop bán quần áo. Em ơi. Đợt đi. Ở đây shop đây cũng nổi tiếng. Chắc em bé chạy vô nhà sách đúng không? Đúng rồi, vô nhà sách. Cái nào vô đây cũng vô nhà sách. Mấy đứa nhỏ nhà em đó quý vị, lên đây là thích vô nhà sách lắm. Xung quanh đây họ bán trưng bày ra nệm giường. Bé đâu rồi? Em tìm gì con? Mua đồ chơi gì? Ở nhà chơi chưa hết, hôm qua mới mua. Nè, mua sách nữa bé. Hôm qua mua sách chơi chưa hết mà con. Giờ mua gì? Ngày mai đi học rồi chơi gì? Tự cuối tuần đi. Cuối tuần mẹ mua ở nhà chơi hai ngày nghỉ. Mình mua trước đi mẹ. Mua trước sao được? Mua trước rồi tí nữa chơi, không chịu đi ngủ sớm. Trời ơi, nhiều tiền lắm. Ôi đẹp quá hả? Ôi giống tặng cho các bạn nữa, con thử không đủ. Ngày mai mình đem mấy cái hình ghép lên tặng các bạn trước đi, đợi tuần sau đi. Nói các bạn là để mẹ bán mẹ có tiền rồi mẹ mới mua, cuối tuần mẹ mới mua cho lận. Thứ sáu mẹ mới mua cho mình, sau đó mình dư mình đem lên cho các bạn. Thôi đi vô trong chơi nè. Mấy cây đẹp quá ha, cây dẻ đẹp quá ha. Dạ mà như tiền. Cảm ơn cô. Đẹp quá hả? Túi này hay không? Ở mình là qua khoảng mùng 10 là tết chạp bắt đầu rộn rồi. Cho mình nhìn nè. Cho con. Con chút đi rồi mình gắn lên lại. Đẹp hả? Ê cái này đẹp quá hả? Có một cái chip gì? Nên cái này đẹp quá hả? Giờ làm đẹp. Xuân đêm thắm tươi cho ngàn nơi, trời thắm gieo muôn cả nơi thơ, rừng núi say trong sao mùa, tình xuân ngã trên môi cười đang xuân năm thu yêu đời, xuân ngã trên môi cười đang. Có luôn cái này đó hả? Đúng rồi, có luôn cái gì á. Hay ha, đẹp ha. Con ngựa không tiền kỳ công lắm. Đừng con. Khó lắm chứ giỡn. Khẩu thần công kìa ba. Cái khẩu giống ha. Hay ha. Xe kéo. Xe kéo. 13.5% nhẹ ha. Đừng con. Nó rớt xuống. Có thùng gỗ nữa nè. Mẹ lại có cái thùng gỗ đó nè mẹ. Ờ hay ha. Đẹp ha. Cái này là nghiêng qua là ấy hả? Nghiêng qua là rót rượu hả? Chân ra thôi. Chắc vậy quá. Ờ. Đúng là 500. Mẹ ơi. Ra đây nửa lít 39.000. Bằng thủy tinh. Chai này chai thủy tinh. Chai thủy tinh.
Nè cái này có 12 độ đạm. 594 à. Nước mắm chính tuy của bé nè. Uh-huh. Nè chính tuy nè, nước mắm chính tuy của nhưng bé. Mà cái nào đâu? Nè chính tuy chai trong chai nhựa nè. Dưới của bé là cái nồi nước mắm mà. Ở Nha Trang bà con ăn nam ngư nhiều. Hồi trước á, trước khi nam ngư là hầu như là nước mắm Thái Long cũng vậy nè. Ủa Thái Long cũng Nha Trang à? Không, ở đâu không biết. Có đâu. Ý nói là hồi trước khách du lịch là mình mua toàn là 584 không á. 800ml. Không, cái này tặng. À, mắm cá nhỏ, cá cơm. Đây người ta làm combo nè, combo cho mua mắm tặng nước chấm luôn. Mua mắm tặng. Đây có mấy cái gói quà sẵn. Nên có. Rồi đi em. Em lượm bỏ lên giùm ba đi. Thì ba nhờ em cũng được mà. Cảm ơn em nhé. Đông quá. Đây mấy chỗ promotion quảng cáo. Ba ăn thử đi. Salad con à. Quảng cáo salad. Mấy giờ chị đã thử xúc. Sự lợi đông quá ha. Đông. Tối nay đông đen à. Cuối tuần rồi. Cái này gì đó ba? Ờ, quảng cáo dầu mè á. À đúng không? Mè nước chấm. Đây dầu giấm hả? Sốt mè rang. Bữa này nè con gái. Đây mấy quầy ăn thử. Mình ăn thử trong biển nè. Ba nhớ lúc ba ăn thử mì không? Tóc con. Quen ăn thử cái tóc bốc. Ăn thử cái này không? Đợi đi. Đi ăn không con? Xin cô một cái. Nóng hổi luôn á ba, nóng hổi luôn á. Cảm ơn cô. Em ăn không? Để em ăn. Để này chị đưa nè, ngon. Đừng đụng cái đi. Đừng đụng em phía sau. Rồi cảm ơn cô. Em cũng ăn thử nữa hả? Đậu đỏ luôn cô. Hả? Đâu có vị không? Nóng không? Mới nấu luôn à, mới nấu luôn á. Đừng đừng con, đừng dựa vô đổ mẹ lắm. Cô chừng nóng em á mẹ. Từ từ nó nguội chút rồi ăn. Ăn xong ngon thì quay lại mà ủng hộ cô. Để cho nó ăn gì ạ? Ăn xong rồi gì đổ mẹ? Ăn không vui vậy? Ăn một cái. Ừ, ăn thử đi con. Ngon không? Này là lạc xưởng á. Ăn thử à. 109.000 bị. Con không ăn đi cho anh hai nghe. Ok ok. Anh ơi bên này nè. Đẹp quá hả? Con nóng quá con để cho bé nguội con ăn lại mà. Ủa? Cái nào đó? Làm cái vị ngọt bột ngũ cốc. Cái gì rồi bên kia mất dừa rồi nè. Nhỏ sẵn. Ngũ phúc là 5 màu đó hả? 5 loại. Em ơi. Em ơi. Mận cơm lại gì nè. Mận đó con. Đây các loại mứt ngoài Bắc đúng không? Cái này là cái gì? Mơ. Nè. Cái này kẹo rồi, bánh kẹo rồi. Ờ, kẹo dâu. Nhưng mà mứt cũng là gọi là mứt Tết. Nên giờ người ta mua kẹo me nè. Đi qua hàng mứt đi. Chè lai nè, hồi nhỏ hay ăn cái bầu quả hay mua chè lai nhá. Ngọt sợt à.
Rồi có me hay chua ngọt không? Ở hồi đó cũng có cái món me vậy nè. Dĩu nè. Chùm hộp bức tết có cái gì trong đây mà 62.000 ta? Hộp nhỏ 89. Nó có ghi á, để em xem thử. Mà mở ra thử được không? Không mở ra thử được đâu. Mứt nè, mứt lạc, mứt quất, mứt cà rốt, bí, dừa, táo, sen, gừng. Hai lạng mà được. Tức là bốn loại hả? Tám loại luôn. Mọi thứ ít. Thôi đợi miệng tí. Như đây mỗi thứ ít là 62.000. Cũng đẹp. Hộp cũng đẹp ha. À, đẹp nè. Cái hộp. Mấy hộp lớn thì giá cao hơn. Chắc hơn. Gram á, tùy vào lạng á, 3 lạng. 300 gram. Trong đây đó hả? Như mẹ con mới thấy con mặc ếch tết đó. 200 mấy ngàn. 500 gram. Tức là mọi thứ có nhúm một chút xíu à. 4 thứ. Cháy xuống. Đúng rồi. Thấy cô đó mặc đồng phục đẹp không? Cái này đẹp ha. Ừ, đây một hộp kẹo. Một hộp kẹo nhiều loại là 58.000. Đã giảm giá. Đã giảm rồi. Cái này cũng vậy nè, 46.500 giảm còn 45.500. Mày cái hộp đẹp. Cái này làm quà được đó ha. Đẹp mà, sang luôn. Mấy cái này quý mạnh thường quân đang quan tâm nè. Đẹp, ấy cái cục vàng. Đi qua coi mất đi. Em ơi, đi qua coi mất em. Em ơi. Mình xem thôi con, khi nào vắng mình muốn có nhu cầu mình đi ngày vắng á. Cái này đợi xếp hàng lâu lắm. Quay bên đây hả? Xếp hàng đông lắm con. Rồi đợi mẹ em tí. Được. Mấy cái này nho khô. Nho khô xanh. Hai chỗ kia mua chay. Hai ơi. Cái này tùy theo trọng lượng. Kia lấy chai nước suối xong vô trong kia tính tiền á. Cho em ăn. Nha cô. Nha mẹ. Ăn cái gì? Em ăn. Đi con. Em bánh me. Bánh con sâu nè. Anh ơi bánh bánh tai heo không? Bức khoai lang, bức khoai lang 41.500. Này mất gừng. Đây có giá nè quý vị, 55.000. Mất gừng. Đây mất bí dừa. Mất bí dừa là mất sao? Em cũng biết. Cái lọ đây là mứt dừa mà đâu rồi đây nè, mứt dừa truyền thống rồi đúng không? Đúng rồi, chính dừa truyền thống. Ở đây 60 mấy ngàn hả? Đúng rồi, lúc mà mình nhỏ là mình ăn cái này nè đúng không? Đây bao nhiêu đây? 5.3. 0.5 ký. 0.53. Hơn nửa ký một chút. Hơn nửa ký một xíu. Đây thì 54.000 nè, gần nửa ký. Mấy giờ rồi? 9 giờ rồi. Ủa cái màu xanh đó là cái gì? Mứt dừa sấy trà xanh hả? 9 mấy ngàn. Mắc không? Đây hột bí. Hôm nay đồ ăn cho con nhiều lắm.
học bí mắt hơn mấy cái kia. Hướng dương rẻ là được nè. Bịch mi lớn này 25.000 cũng nhiều quá. Nhiều bự quá chó. Hộp dưa mắc, hộp dưa bịch đây 80.000. Hộp hướng dương được nè ha. Thấy cũng đẹp nữa, bố trí cũng đẹp nữa. Giá cao mà 249.000 một ký. Hộp dưa cũng, hộp bí này cô gì hướng dương đẹp nè. Thôi, do mình. Mẹ, chinh, hộp dưa chinh dùng con gà. Ăn hạt đẹp, hạt cô con ăn hạt đậu nè. Hạt này gọi là hạt dưa. Hạt dưa. Đây hạt bí, hạt hướng dương. Hạt hướng dương là hạt tiền, không tiền phải. Em ơi, đi lung tung lạc đường không tìm thấy đâu. Nè, qua đây nè, mẹ đi tìm anh hai cái đã. Mẹ đi tìm ba trước nha. Đây trưng bày đẹp ha. Đẹp. Bố mà nói với bánh men hồi nhỏ mình hay ăn á. Giờ đóng hũ đẹp ha. Này bánh men nè quý vị. Bánh con sâu á. Ấy, bánh tai heo á, nhớ không? Nhớ bánh tai heo không? À. Qua cô bánh kẹo. Ở nhà ăn chưa hết. Đây có kẹo chuối nè nghe. Kẹo chuối nè ăn. Ở ngon dính răng nhưng mà nó lại đau răng. Kẹo chuối là nhỏ hay ăn á. Không, hồi nhỏ mẹ ăn kẹo chuối. Ở đây kẹo hạnh phúc thôi. Mãng cầu rồi mình không thấy mất mãng cầu hả? Sô-cô-la. Hồi nhỏ anh này có sô-cô-la đồng vàng chưa? Có đúng không? Qua bên đây thử. Đây kẹo gói túi sẵn cũng hay á chứ ha. Đợi lâu lắm con, xếp hàng lâu lắm. Cá mai sốt chanh. Này có khô trâu. Khô trâu chứ không phải khô bò. Ủa vậy? Giống bò vậy. Ấy cái 195.000. Nhiều một mà. Mâm. Nhiều quá. Nhiều mà. Tính ra là cũng rẻ. Mọi thứ một chút. Cái này ai có ý định mua làm quà Tết biếu người thân rồi đây cũng được. Đây củ kiệu dưa món. Một lạng là 24.000.
Một cái bánh chưng này 1kg đó ha. Bánh này là 77.000 nè mọi người. Bánh chưng. Đây bánh tét. Bánh tét gói xong hút kia không luôn. Bánh tét gì? Bà Ba Hội. Một cây 1kg. Thương hiệu á. Ừ. 89.000 một cây bánh tét. Cái này ngon không nè? Này ca cá mai. Mai sốt chanh ngon. Này ruốc. Cá mai ngon quá hả? Tết thường hay có mực tẩm nữa. Này cá hả? Cá. Cá thiều. Cá thiều. Mực nè. Mực bên này nè. Cá khoai. Con này mực mực dừa mực tẩm hay mực xét sợi mực dừa nó thơm mùi mực dừa. Ồ càng ngày càng đông rồi, đông lắm luôn ấy. Giờ này mà đợi tính tiền. Xin chào, khỏe luôn nha. Khỏe anh. Đông quá mà không có chỗ. Thôi mình đi ra đi. Đông quá. Kẹo Đông Giang này. Kẹo Đông Tiên. Wow, đã ra. Đã ra rồi. Được rồi con. Thôi được ba, ba bỏ xuống con. Đi em. Đi ba. Rồi mai mới dặm dép con. Mai không để ý á. Anh này không để ý. Lỡ không ta? Bo, bo. Giá đâu không thấy không? Nè. 93.000 một chai. Bao nhiêu chai này vô? Nửa lít. 93.000 nửa lít hả? Ê, kem em đang rẻ vậy? Mua luôn. Đợi tính. Trái cây này rẻ không? Ở ngoài 15 này 13 năm. Rẻ nhưng mà đợi tính tiền lâu lắm. Trái dưa hấu gì vậy? Trái dưa hấu gì? Dưa hấu 10.000 ký mà. Trái dưa hấu. Ở đây đi ra đi. Đi con. Hai ơi. Chín rồi con. Nhầm người nên đợi đợi xếp hàng đấy, xếp hàng tính tiền cả bạn. Ôi xếp hàng là đông đen luôn. Mười mấy cái quầy luôn ấy. Mấy quầy cát hoạt động hết công suất luôn. Đúng rồi, đông lắm. Đây mình đi ra thôi. Mình đi ra đây đông quá. Đây mấy cái quầy đây đông lắm thưa quý vị. Giờ này mà mua thì rất là đông.